Ngày xưa anh học ở trường Đại học Hoàng Hải, Hải Phòng. Anh ấy sống ở khu Cát Bi, khu B, ký túc xá ở đó. Thế thì nhà em ở bên mé này, anh em ở bên trên cầu Bính bây giờ đấy, anh biết cầu Bính rồi gì? Anh biết cầu Bính này, đường này sang Thủy Nguyên. Cái Vâng thời đúng gian rồi, anh ấy, đúng rồi, cái thời em gian anh bên học em ở bên ở mé Thủy Nguyên, em bên Thủy Nguyên, thì em có gần ở chỗ núi Đèo em ở ngay khu công nghiệp V-Ship mà nó đang mở khu đô thị Bắc Sông Cấm bây không? giờ đấy anh. Thua luôn, em nói thế khu công nghiệp thua luôn. Hồi anh học ở đấy mà anh chưa đi qua cầu Bính, thì anh Vâng. về Hải Phòng quê anh thì anh chỉ qua sân bay Cát Bi anh về luôn thôi, hoặc Vâng. anh thăm bạn bè anh ở trong thành phố Hải Phòng, cái khu mà phố cổ ngày xưa Phan Bội Châu hoặc Văn Thụ hoặc quán và Mau hoặc trường Đảng Cát Bi nọ kia thôi, chứ anh Thế cũng này anh không biết hết qua Hải anh Phòng trường đấy. rồi. Anh nói sơ Thì qua anh thế này em nghĩ anh biết hết Hải Phòng rồi. đúng rồi, vì là anh sống từ năm 1980 đến năm 1988 tại Hải Dạ Phòng. vâng. Thì anh cũng biết nhiều, nhưng hồi đó thì nó chưa phát triển, nhưng bây giờ phát triển quá rồi. Anh ra thì anh biết cái khu phố cổ thôi, chứ còn Vâng. ngoài ra là anh không biết. Vâng. Em thì em nói thật là em cũng hay chịu khó em vào những cái diễn đàn, thế là em cũng có nhiều cái bức xúc, nhưng mà em thì em là phụ nữ vì em cũng không có tham gia cái chương trình này nhiều, nhưng em thấy là em luôn ủng hộ những cái gì chính nghĩa. Mấy Nói chung hôm là rồi em lên, em vừa rồi em cũng lên mấy cái diễn đàn rồi, em cũng nói thằng Tuấn ca trưởng, em nói rất là nhiều và em cũng nói cũng rất là nhiều. Bây giờ anh em đấy, em nói thật vấn đề là gì, cứ thế là hô nhau đập ba que, nhưng mà em chưa thấy thằng ba que nào chết, nào mà chỉ thấy anh em đúng trong nước chúng mình cống rồi. hiến nhau thôi, anh thấy có buồn không? Rồi, xin chào bây Văn giờ Vũ. bây giờ em mới phải nói với mọi người anh em rằng là gì, em thì là người ít tuổi, em thì em không thể bằng tuổi bọn anh được, em thì sinh trong thời chiến, em sống trong thời bình, em chưa cảm nhận được cái gì của chiến tranh cả, mà em chỉ có xem qua những tài liệu của nước ngoài thôi, lấy cái tài liệu nước ngoài là cái tài liệu chính thống, em tin tưởng 100%. Thì là vì em nói như này, cái vấn đề là khi mà mình anh em mình lên cái cộng đồng mạng này là mình đang đánh giặc thời bình đấy anh. Cái Chính gì xác. đúng là mình phải cho nó là đúng, mà mình không thể là lịch sử nó là lịch sử chứ không thể đi ngược lại lịch sử được, nó là rõ ràng. Là vì nếu như thằng Mỹ nó không thả bom vào Việt Nam mình, mà không có thằng cộng Việt Nam Cộng Hòa, thì làm sao tự dưng mình vu khống cho chúng nó được, tự dưng mình nói rằng thằng Mỹ nó không vào Việt Nam mình mà mình lại bảo nó là vào Việt Nam nó rải bom được à? Mình không thể nói nó thế được đúng không? Đúng Thế sao rồi. mình không bảo là thằng Úc nó sang Việt Nam mình nó rải bom đi, nó gây chiến tranh cho Việt Nam, thế sao mình không bảo thằng Canada sang Việt Nam mình nó gây chiến tranh cho Việt Nam đi? Cái đấy là cái sự thật, nó phải là sự thật, mình không thể bóp méo sự thật được. Còn những Đúng. ai vẫn còn ngu muội ngu mờ vì cái đồng tiền dơ bẩn nó mua chuộc để cho mà đổi trắng thành đen, để mà phản bội cái lương tâm của họ, cái đấy là mình cảm hóa họ không được thì mình cũng đành phải chịu thôi, để chính quyền pháp luật người ta xử lý. Còn anh em cái gì mà sai trái thì em cũng nên vào các diễn đàn, em cũng động viên rất là nhiều mọi người là đừng cấu xé nhau nữa. Nếu như cái gì mà có thể bất đồng với nhau chính kiến thì mình hãy gọi điện cho nhau, mình hãy tham khảo với nhau, cái này anh sai cái kia tôi sai, mình Đã. để đưa nhau vào một mối. Đằng này Ok, anh cứ biết đưa rồi. nhau lên diễn đàn cấu xé nhau, móc mó nhau từng ly từng tí. Hôm qua anh biết là em vào cái diễn đàn của Dennis Nguyễn, Doãn Như Lân này, với Quân Khúc này, với một cái người nữa em không nhớ tên, cấu xé nhau trong đội D3Q, kể công nhau vì cái áo với lại bao nhiêu tiền đô, 2 triệu mấy, 2,7 triệu, 2,4 triệu tiền euro, em nghĩ nó dơ quá. Thế Thực tế này là anh xin nói với em là như đừng đừng này. đừng Rồi. vâng anh cứ nói đi em nghe. Rồi. Bây giờ là tôi nói với em và tất cả các bạn như là cái gọi cái mạng Facebook này nó cũng như là một xã hội thu nhỏ. Có cái người nọ, có người kia, Vâng. có như thế này thế khác. Thì anh cũng xác định trước khi anh nói với tất cả các bạn, vì anh đã nói nhiều lần rồi. Tức là trước khi lập nhóm DBQ ra thì bọn anh là những người cùng quan điểm với nhau, tức là chỉ có chống ba que thôi, còn chuyện Vâng. anh em nọ kia các thứ bọn anh không để tới. Và nói chung là cái tư tưởng của anh là từ ngày xưa, từ cái lúc mà thành lập ấy, thế vì người ta cũng chọc ngoáy như thế này thế khác, nhưng mà anh cũng xác định được rồi. Thì nói chung là anh mình bảo không thì không phải, nhưng ít khi anh động chạm về vấn đề nọ vấn đề kia đấy. Thì là Vâng. bây giờ này nói chung là qua qua một cái thời gian thì là anh em một số anh em trẻ trong nhóm BDQ thì người ta cũng bức xúc, người ta ra ngoài để người ta cũng nói cái vấn đề của người ta, tức là người ta cũng không đi theo cái hướng của nhóm đã đề ra ban đầu, thì người ta phải đẩy ra ngoài đấy. Thì là nhưng mà sau khi thấy đẩy ra ngoài rồi cũng nói như thế này thế khác nọ kia kia nọ ấy, thì thành cùng nó rất là đau đầu. Mà sau khi các anh em quay trở lại thì là
cũng nhóm cũng đề ra là từ giờ trở đi thì nói chung là thì thôi mình không quan tâm với bên ngoài nữa, mình xác định là đó là một cái xã hội thu nhỏ, thì mình cái mục tiêu chính của mình khi mà thập lập nhóm đề ra là chỉ có phản biện, chống lại cái bọn mà chống cộng cực đoan ở nước ngoài và bọn dân chủ quậy ở trong nước. Thì là bọn anh sẽ đi theo một con đường đó, còn lại là ví dụ anh em ở bên ngoài có đấm có đá đối với bọn anh, kể cả đối với bọn anh thì nói chung bọn anh cũng lờ đi, và cuối cùng là mình cũng không lao vào những cái cuộc đó nữa, và nó cũng không đi đâu mà để cho cái đầu óc. Nói chung là bọn riêng cái anh ấy, nói chung nó rất căng thẳng. Như này khác thì thôi, mình nói chung mình đi theo con đường của mình đã chọn duy nhất, thì là ví dụ anh em ở ngoài bảo mình như thế nào như thế nào thì nói chung là mình cũng không quan tâm nữa, quan tâm là rất là mệt. Vì thực tế thì anh nói với em và tất cả các bạn, vì anh đã nói với em và tất cả các bạn là nhóm DBQ hoạt động phi lợi nhuận, tức là không có mở kênh YouTube để mà kiếm tiền. Vấn đề thứ nữa là có khả năng là mở kênh YouTube cũng có cái hay của nó, nhưng mà trước mắt là bọn anh không mở kênh YouTube. Thứ hai là không nhận quà của bất kỳ những cái người nào ở những người dân, những người mến mộ ở trong nước và kể cả những người ở bà con mình ở kiều bào ở nước ngoài. Giả sử ví dụ người ta về người ta tặng một cái bật lửa hoặc một lọ hoa, nó không có giá trị gì đó thì nói chung ok. Chứ còn bây giờ ví dụ như bản thân anh hoặc tất cả các thành viên, nếu mà phát hiện ra bất kỳ một cái thành viên nào nhận quà mà có giá trị của cái kiều bào nước ngoài thì chắc chắn 100% bọn anh sẽ đẩy ra khỏi nhóm. Đấy, đấy là cái nguyên tắc của bọn anh khi hoạt động. Thì nói chung là thôi, thì nói chung là theo anh nghĩ là những người nào mà có ví dụ như có những cái tư tưởng ôn hòa một tí và có cái đầu trái tim nóng và cái đầu lạnh một tí xíu thì nói chung là cũng nói chung là không tham gia vào những cái vụ kia. Anh không biết, anh cũng chả biết bên nào đúng bên nào sai hoặc như thế nào. Ví dụ như nhóm anh chả hạn anh ủng hộ những người kia, ví dụ anh mà bảo anh ủng hộ Lợi Minh thì anh đã có một cái nhìn tổng thể rồi thì anh ủng hộ thôi. Chứ còn ví dụ như mình không bao giờ lên mạng giờ mình bảo là bây giờ ví dụ ngày xưa bọn anh còn lên mạng mà anh tranh cãi vì Lợi Minh là như thế này như thế khác thì mình cần ủng hộ. Chào, nhưng mà thôi mình đã nói đúng rồi, mình nói một lần rồi thì mình không nói một cái lần thứ ba, thứ hai, thứ ba gì nữa. Thì nói chung là anh nghĩ rằng tất cả mọi người ở trên cộng đồng mạng này là những người rất là thông minh và người ta có một cái cách nhìn là cũng là sáng suốt. Thì nói chung là thôi, ai như thế nào người ta tự nhận ra chứ mình không phải chứng minh ông Bằng như thế này, ông Trung Vũ như thế này, ông Bình Dương hoặc bà Hà My là như thế này. Thì nói chung để cho cộng đồng mạng người ta nhận xét. Thì thôi, nói chung là mình vẫn cứ đi con đường của mình đi thôi, chứ cũng không quan tâm gì chuyện nọ chuyện kia nữa. Vâng, đúng rồi. Dạ. Như anh thế là rất là chuẩn, vì là anh nói rất là chuẩn. Chứ bây giờ em nói thật là trên mấy cộng đồng mạng này, xã hội nó nhiều người, nhiều vẻ khác nhau, nó mỗi người nói một cái ý thức khác nhau. Cũng có người lên cộng đồng mạng nói thì rất là muốn nghe, đấy, nói rất là thấm thía muốn nghe. Nhưng lắm người lên đây toàn những quấy thối, ăn nói thì lung ta lung tung, chả đâu vào đâu, cái kiểu yêu nước lửa mùa, em chả biết chúng yêu gì. Hả? Yêu cốc nước mát ở ngoài đường hay yêu gì? Em nói thật thực, là... Thực tế ra anh nói với em như thế này, anh phải nói với em và tất cả các bạn có một cái chuyện thực, cái này là rất thực tế. Cái người Việt Nam mình ấy, ví dụ có một cái vụ tai nạn giao thông nào đó cũng phải chú để xem, tức là rất là tò mò. Hoặc là có cái vụ cãi nhau nào đó thì mình phải cứ phải cố gắng mình vào xem là chúng nó cãi nhau chứ nào, thằng nào đúng thằng nào sai, thằng nào như thế này thế khác, nó có một cái đấy. Cho nên mọi người có nhiều người có khả năng người ta dựa vào cái đó người ta câu view câu like hoặc như nào đấy. Thì nói chung là anh không nói chung là anh cũng không hiểu nữa. Nhưng mà nói chung là thôi, bọn anh thì nói chung là ở cái tư tưởng như này, anh nói với em và tất cả mọi người biết là cái tư tưởng của nhóm bọn anh là tuyên truyền. Ví dụ là mình mời bọn Ba Que lên hoặc mình nói vấn đề nào đó thì mình tuyên truyền cho những người dân mình cũng chưa được hiểu biết lắm, và những cái bà con Việt Kiều ở bên kia người ta chưa hiểu về đất nước Việt Nam, con người Việt Nam và cái lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam như thế nào. Thì mình coi như là mình nói cái ra thôi để cho những người ấy hiểu thôi. Cho nên là các bạn phải hiểu rằng là tư tưởng của tôi và một số anh em trong nhóm của tôi là tuyên truyền là chủ yếu nhé. Chứ còn bây giờ ví dụ đánh thằng Ba Que, chẳng thằng Ba Que làm chết cả, mà ngoài ra mình có cải tạo tạo đầu nó thì cũng không cải tạo được. Cái đó là cái bản chất rồi, nó cố hữu ở trong đầu rồi, nhưng mình dựa vào chúng nó để mà coi như là mình tuyên truyền cho những người dân và những bà con Việt Kiều ở bên kia thôi. Đúng rồi, anh nói như thế là đúng, nhiều người người ta không hiểu. Em mới nói bình thường, cái anh có đến anh cái
Thế em lưu ly mà anh ấy lao động ở bên Hàn Quốc này. Đúng rồi. Em đấy là em nói cũng sắc sược lắm, có vẻ gay gắt. Tính nó nóng, tính nó lưu lưu nóng. Em đi gay nó phát biểu nói rất là gay gắt chứ không 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 Rồi. điềm đạm và thẳng thắn. Em cũng có vào xem mấy lần nhưng em đấy là người Hải Dương. Đúng rồi, Dương. Cho nên là trong em cũng có mấy lần em trước đầu tiên ấy, em vào diễn đàn xem thì em cũng không hiểu cái trên diễn đàn này là như thế nào, em cũng chưa hiểu về cái chống cộng này như thế nào. Thế mà em cũng có qua mấy lần trong diễn đàn, em vào lướt qua Facebook thì em có vào cái diễn đàn của Benny Trương. Thì em thấy nó nói em cũng bức xúc. Thì mình là người Việt Nam thì cũng có cái tính máu dân tộc, máu đồng bào. Em có bức xúc. Em cũng nói với lời lẽ không ra gì. Thế từ đấy em bắt đầu em mới đi sâu vào cái vấn đề là anh em chống cái bọn chống cộng này, với một số thời gian trước đó mấy cái trận hô biểu tình đấy là em cũng có vào em xem. Thế rồi từ đó là em mới liên kết với mọi người, em vào các cái diễn đàn. Nhưng trước em chả hiểu gì về chính trị, chính em Đúng chả biết cái gì rồi, cả. Mình là phụ nữ thì chỉ có đi làm về chăm con chăm gia đình thôi, chỉ có thời gian chỉ qua Facebook bạn bè giao lưu tí, đâu có hiểu về cái này đâu. Thế nhưng mà càng đi sâu vào cái này thì càng thấy nó có giá trị. Em mới nói rằng ai đúng. rồi chúng ta cũng phải chết. Thế nhưng mình sống như thế nào mà để cho nó có một cuộc sống nó có ý nghĩa. Chị em nói thật là lên đây đừng, tất cả anh em ấy, em vẫn nói với mọi người là hãy học thuộc cái bài hát Năm anh em trên một chuyến xe tăng đi. Đừng lấy Đó cái sự chữ đoàn tôi, kết, vâng, đúng, đó là đừng lấy cái sự chữ tôi trong mình nó cao quá. đoàn Mà em nói thật là hơn thua nhau ở trên cái cộng đồng mạng này để làm gì. Đấy, nếu như mình lo đúng là rồi. cuộc sống gia đình nhà mình dư giả đầy đủ rồi, mình có thời gian, mình có đóng góp thêm một chút về cái mạng xã hội này để thêm một cái lực đẩy lên để bóp méo Đúng những cái bọn mà nó xuyên tạc đất nước mình, nó bẻ rồi. cong những cái sự thẳng thắn của dân tộc mình, đấy, cái đường lối của Đảng, thì mình nên phản biện này nó để nó tịt đi. Đấy, chứ còn không phải rằng là mình lên đây để tranh nhau hơn thua cái gì, hoặc mình làm giàu trên cái cộng đồng mạng này. Làm gì có chuyện đấy anh. Đúng rồi. Cho nên là anh em sống với nhau là mình phải đùm bọc nhau. Đấy, mấy cái diễn đàn lên cãi nhau ầm ầm, em có comment em nói rằng là bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn. Em nói muôn đời câu đấy phải ghi sâu trong đầu mình, thấy không? Tại sao mình không thương yêu nhau đùm bọc lẫn nhau đi mà cứ lấy cái chữ tôi trên đầu hơn thua nhau, xong lên mạng lại cãi nhau bộ. Muốn đánh bóng tên tuổi trên cái mạng xã hội đấy. Thì em hỏi anh ấy, cái tên tuổi đánh bóng để làm cái gì? Thầy làm cái gì? Em nghe thấy nó chả Đúng có cái ý nghĩa gì, những cái lời nói đấy lên tranh luận nhau móc mói ông này thế này bà này thế kia. Em trước kia thì em có gọi điện cho anh Lại Minh qua Messenger thì anh có nghe, thì em cũng nghe thấy anh ấy nổi trội trên mạng, em cũng rất là cảm phục cái tấm à, lòng yêu nước của anh rồi đấy. rồi. Thế nhưng mà đến mấy ngày về đây, cái thời kỳ anh ấy bị mất cái link đấy và anh sang cái Lại Văn Nguyên ấy, thì cũng có kết bạn, anh cũng gửi lời kết bạn với em. Đến khi anh ấy trở lại cái link Lại Minh thì em có nghe thì anh ấy đăng lên trên mạng với Phùng Út Hà vào cái trận anh ấy về nước, và anh em Rồi. đã họp mặt nhau ở Vũng Tàu từ thành phố mình. Anh em có đọc cái đoạn anh Lại Minh viết lên trang mạng giữa anh Lại Minh và Phùng Út Anh có Hà, mặt luôn, anh có mặt ở trên chỗ em ở thành có phố xem Vinh. ảnh hình chụp mà anh, em Rồi. có xem cái trận livestream Đúng. đấy. Thế nhưng mà em nói Và thật anh với anh này, có mà đưa đưa Lệ Minh đi Vũng Tàu luôn. em có xem. Ừ. Thế và em nói thật với anh này, khi anh Lại Minh viết mà giữa anh Lại Minh với Phùng Út Hà hai người đều là độc thân, những cái chuyện đấy đấy thì em phê bình anh Lại Minh là không nên đưa lên trang mạng xã hội làm gì. Đấy là cái thứ nhất. Đúng rồi. Dù rằng anh có là người tài như thế nào, anh là quân tử thì anh phải nhất ngôn, anh là người quân tử rõ từ trước nay trên cộng đồng mạng và mọi người trong nước đều ngưỡng mộ anh là người quân tử. Không biết là trong lòng anh chống cộng thật hay chống cộng giả, cái đấy là tôi chưa biết. Nhưng thực Đúng tế tôi nhìn thấy con người anh ở giữa một cái bầy lang sói ở bên nước Mỹ như vậy, anh dám làm những cái điều như vậy thì tôi rất là cảm phục anh. Còn anh làm theo cái hình thức thế nào đấy là việc của anh làm sao thì lương tâm anh phải chịu, đúng không? rồi. Thế nhưng mà anh đưa cái chuyện giữa anh và Phùng Út Hà lên, em cũng rất là ngưỡng mộ Phùng Út Hà là người phụ nữ nhưng rất là có bản lĩnh đấy. Thì em cũng kết bạn với cô ấy và em cũng có nói. Thế nhưng mà em rất không hài lòng thì cái mấy cái ngày về đây em gọi điện thì anh ấy lại mới không nghe của em nữa, có chuông hết chuông thôi anh không nghe, thì em cũng không nhắn tin. Thì có hai lần em gửi tin nhắn cho em cho anh này, em chào anh trai thì anh ấy bảo là anh chào em gái, thì hai người chỉ có giao lưu. Thế em gọi điện, em muốn gọi điện trực tiếp để em nói với anh ấy về cái vấn đề này kia, thế nhưng mà anh ấy thì anh không nghe máy. Thì em nói thật là anh em chống với nhau, cũng như là anh Quốc Dũng anh ra ngoài Bắc, anh em ngoài Bắc đón tất
là lồng nhiệt một người anh em, tuy rằng chưa một lần nào gặp nhau, chỉ có trên cộng đồng mạng thôi, nhưng khi gặp nhau rồi em nói thật, anh thân quen nhau như một anh em trong nhà, không một chút gì ngại ngùng, Đúng rồi. rất là quý mến nhau. Nói ăn là ăn, nói đi là đi, đến 12, 10 giờ đêm vẫn lên xe của Trung Anh chở mấy chị em ra ngoài Hạ Long kia ngủ qua đêm, đến sáng mai đi đặt khu kinh tế Vân Đồn để xem là Việt Nam có bán cho Trung Quốc thật không. Nếu mà nó có Đúng bán thì mình ra mình mua lại một chỗ để làm cái lều vịt để bán tiết canh vịt cho bọn Trung Quốc. Xung quanh anh cũng gặp cái đợt anh về quê, anh gặp ở thành phố Nam Định. Vâng, Trung Anh thì cũng thoải mái, thoáng đãng thôi. Đúng Trung Anh rồi. cũng bằng tầm tuổi em thôi, cỡ tuổi em. Ừ. Thế là mới Trung Anh thì ở cùng quê với em, Cùng Thủy Hải Phòng, Nguyên. Thủy Nguyên, đúng rồi, Vâng, xung Trung quanh Anh, Thủy Thủy Nguyên. Nguyên. Thế là cùng quê, thế là gặp nhau, đến khi gặp cộng đồng mạng rồi mới nhận ra nhau là cùng đồng hương. Hôm nay có em này, Trung Anh này, Hoàng Yến này, Đạt Trần này. Thế Đạt Trần thì ăn xong là về Hà Nội ngay, còn Hoàng Yến thì vào ca trực. Thế là em mới chê, em bảo tôi cứ nghĩ bà phải xinh gái lắm, hóa ra bà là đông. Em bảo không. Thế là bọn em ăn với nhau ở cái nhà hàng đám hô chân chay đấy anh, ở cái đám là sân vận động là chay đấy. Hôm đấy là Hoàng Yến chủ chi hết, thế còn đâu là Trung Anh thì chủ chi cho năm anh em thì em cả một cái ngày. Hôm sau ra Vân Đồn và ở ngoài Hòn Gai, ở ngoài bãi cháy Hạ Long thoải mái, xe của nhà Trung Anh chở bọn em đi ngay 10 giờ đêm hôm đấy. Thế là đi, thế anh thấy không, đúng đấy mới là tình đồng bào mà tình dân tộc. Đúng Chứ rồi. còn ai thì người ta có cuộc sống riêng của người ta, ví dụ như Trung Anh đi làm cả ngày đêm tối nó muốn về với vợ nó chứ, hơi đông nó chở mấy người dợ dỗi hơi thì chả biết các ông các bà đâu, chở các ông bà đi đổ Không, xăng mà rách nhưng miệng luôn. mà anh nói với em này, thì thực tế ra là anh ở trong cái vùng phía Nam thành phố Hồ Chí Minh này, thì nói chung Vâng, là anh cũng rất thích gặp những anh em mà mình có cái gọi là cùng cái quan điểm tinh thần, nó rất là mình vui, cùng chiến mà tuyến. mình đúng rồi, mà mình nói chuyện nó rất là thoải mái Vâng, đấy. Thì ví dụ cái đợt ra ngoài Bắc chẳng hạn, ở thành phố Nam Định hoặc là anh đi Hà Nội, thì anh gặp một số anh em thế thôi, chứ còn thực tế ra nói với em và tất cả các bạn thì là tôi thì là không rượu không bia, nhưng mà tôi lại thích, rất là thích la cà, gọi là đối với anh em nọ kia, hoặc ra Vũng Tàu xuống Đồng Nai Bình Dương các thứ, thì đi đâu thì tôi cũng muốn gặp các anh em cùng chiến tuyến, thì nói chung là nói chuyện nó vui lắm, nó rất là cởi mở đấy, thì là thì em nó cũng cũng mơ có ước làm mà. sao mà đến qua Tết em cũng hứa với Quốc Dũng, với anh Chu Phan, với lại Thái Ngọc Diên là, với lại Tiểu Phu là cố gắng là sang năm mới thì là em sẽ thu xếp với con bé nhà em nó nghỉ hè rồi đấy, em sẽ vào trong đấy em gặp tất cả anh chị em một đợt, em sẽ xin nghỉ phép trong vòng 10 ngày. Rồi. Nếu Em cũng mà mong em muốn như thế. có điều kiện vào thành phố Hồ Chí Minh thì Vâng. em cứ inbox cho anh. Thế em mới nói với anh như thế này, em mới kể cuộc đời em, khi em mới nhận, em mới nhận thức được ra cái là thế nào là cộng sản, thế nào là đế quốc. Em chơi với một người bạn ở bên La Uy đấy anh bằng Rồi. 35, bọn em chơi với nhau 35 nay trên cộng đồng mạng, rất là thân nhau, Đấy, hàng ngày hàng đúng giờ rồi. vẫn quan tâm đến nhau về cuộc sống ăn uống công việc, rất là chia sẻ với nhau như vậy. Nhưng mà anh ấy nghe ngày nào anh ấy cũng tuyên truyền cho em về vấn đề cộng sản và Bác Hồ, thì em chả hiểu gì em chỉ biết em. Trương Minh Thảo được gọi chú, thằng Trung Vũ nó gọi là anh thì thôi, Trương Minh Thảo gọi là anh đi, gọi chú giả quá. Thế là em mới cứ nghe thôi anh, em cứ nghe người ta nói thôi, em cũng không phản biện gì cả. Rồi người ta bảo là Trung Quốc là đầu độc Việt Nam, là Việt Nam bán những đặc khu gì, rồi là mẹ lấm làm sao, thì em cũng chỉ biết nghe, em chả hiểu gì cả. Người ta cứ tuyên Ok. truyền cho em vậy, em cứ nghe. Đến khi em mới cập nhật vào, khi mà đến các tất cả anh em yêu nước cờ đỏ trong Việt Nam này, em mới hiểu được. Và em đúc kết lại cái lịch sử em học. Lúc này mới phản biện lại được người ta. Xin lỗi cái thằng Đại Thánh này, cho mày xuống hầm cầu luôn. Anh để nó chửi nhau cho nó vui, anh có bắt quen không, Không, anh để khổ nó vui quá, không? diễn đàn của anh ai xúc phạm Bác Hồ là lốc. À em hiểu rồi, nếu thì lốc. Đúng rồi. Thế em mới xúc phạm Bác Hồ thì ông ấy cứ tuyên truyền thôi, em thì sao em biết đọc được, rồi em phản biện trong vòng suốt 4 tháng vừa qua ông phải chịu em luôn. Phải chịu em luôn vì em phản biện. Em cứ lên cái diễn đàn em nghe. Ông ấy nói Bác Hồ là Hồ Quang. Cái cờ của Việt Nam mình là cờ của tỉnh Phúc Kiến Trung Quốc. Thì em chỉ hỏi lại ông một câu là như này. 95 triệu dân này mù, chỉ một mình anh nhìn thấy. Rồi, mình 5 năm tuổi, sinh năm 1963. Vâng, bạn Chervet. Thì em mới bảo với ông ấy như vậy. 95 triệu dân Việt Nam chúng em mù, có nó Vâng, một xin mình chào anh nhìn thấy. Hoàng Phú, Chú Phan. Bác Hồ là Hồ Quang. Tại sao? Tại sao cả thế giới này người ta lại mù mờ, người ta lại để cho đất nước Việt Nam này thờ ông Hồ Quang, mà các nước đại sứ quán đều có ảnh Vâng, Hồ Quang là người đúng Trung rồi. Quốc. Em hỏi như thế. Và cái thứ Bây hai nữa, giờ em cũng phải nói với người ta là bây giờ tình báo của các nước, ví dụ Anh, Pháp, Mỹ, rồi là Trung Quốc, tất cả mọi nơi, đúng không? Chỉ người ta vâng, ngu hơn hơn cái bọn mà chống cộng cực đoan, bọn Ba Sọc thế thì em rồi. mới nói Đấy. một câu nữa, em mới nói với anh như thế này vấn đề nữa.
Em mới bảo là nếu như anh này bảo là cộng sản sụp đổ, em xin lỗi anh, nghìn năm vạn năm mà ti tỷ năm cộng sản không bao giờ sụp đổ, trừ trường hợp người ta thích giải thể. Em bảo vậy. Còn em không, kể cả là mất lòng bạn bè em cũng tranh luận, nhưng mà ông vẫn sợ mất lòng, ông bảo với em là đây là anh em mình tranh luận chứ không phải chính trị chứ em gì đâu nhớ. Thì em bảo đúng, tranh luận, đúng rồi, đến mình cùng. tranh luận được, đúng rồi. Vâng, ông ấy rất là sợ mất lòng vì là bọn em chơi với nhau mấy năm rồi, nên là ông ấy cứ tuyên truyền với em thế. Thế em nói một câu như này: nếu như anh mà về Việt Nam chơi, anh đừng bao giờ anh nói như thế, anh nói thế là người ta đưa anh vào vô tù luôn đấy, em không cứu được anh đâu. Em nói thẳng thế. Còn anh phải lên nhớ làm gì, mồ mả ông cha mình vẫn để trong đất nước Việt Nam mà vẫn dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam, thì anh đừng bao giờ anh phủ nhận người ta. Còn nếu như anh bảo là cộng sản ác hay cộng sản độc tài, nếu người ta ác ta đào mồ mả ông cha của Thằng nào vào quân đây, quẩn. xin lỗi Phạm Văn Dưỡng nhá, cái diễn đàn của tôi có một nguyên tắc: thằng nào vào đây xúc phạm Bác Hồ tôi đều lốc hết. Cho nên bạn, hình như bạn Phạm Văn Dưỡng này, bạn phải chú ý diễn đàn của tôi từ ngày xưa giờ. Đấy là cái nguyên tắc của cái diễn đàn tôi. Còn những cái người vào đây ví dụ chửi tôi, bới tôi như này khác thì không sao cả. Tôi nói bạn Phạm Văn Dưỡng thế. Rồi xin mời em. Thì em mới nói với người ta như vậy, và đến khoảng một ngày gần đây là người ta sẽ cảm phục mà người ta không nói đến cái chuyện xấu đất nước của mình nữa. Em nghĩ là người ta cũng sẽ, em hỏi là ngày xưa anh bảo rằng là quân ngụy, quân xã hội Việt Nam Cộng hòa bọn anh sướng. Em hỏi anh, nếu sướng thì sao cũng ở vùng nông thôn của nhà quê ở trong Sài Gòn đấy. Thì Rồi, người ta cảm phải ơn có chị được điện, người ta phải có đủ các thứ, cơm ăn nước uống như cộng sản hiện giờ. Thế nếu như Việt Nam Cộng hòa của bọn anh sướng thì tại sao người Bắc của bọn em vào trong đấy nhá? Nếu như mà toàn dân Việt Nam ta đồng lòng ấy, miền Nam ta đồng lòng mà ta theo cái xã hội Việt Nam Cộng hòa, thì người Bắc mình không thể nào mà lấn tới qua được cái chuyến 17. Em khẳng rồi. định một điều như thế. Vì trong đấy nó cái chế độ nó thối lát quá, người dân ta không chịu được, người ta phải đi theo Việt Cộng. Anh phải lên nhớ đấy. Vì thế Việt Cộng nó mới thắng được cái bọn Việt Nam Cộng hòa này. Anh biết là vì sao? Em thì em không thể chứng kiến cái cảnh chiến tranh đấy. Em cũng như anh thôi. Anh nhiều tuổi hơn em. Ông đấy, ông ấy sinh năm năm nay 60 tuổi rồi anh. Anh có thể sống trong vòng mấy chế độ, nhưng em dám khẳng định một điều, em tin được những cái bộ phim tài liệu của người Pháp người ta gửi lại cho Việt Nam xem ngày hôm nay. Nếu thằng Mỹ nó không ác thì không bao giờ lại bồi thường chiến tranh như Việt Nam. Anh phải lên nhớ thằng Mỹ nó ác nhất cái hành tinh này. Em bảo như thế. Thế anh lại cứ bảo là thằng Mỹ là nhân đạo, nó không cướp nước là thế, nó sang Iraq nó làm gì ở bên Iraq ấy? Em hỏi thế đó. Đấy, anh thử xem nó tàn sát dân Iraq chết như thế, anh thấy có khổ không? Bây giờ anh vẫn cứ bảo thủ là dân Mỹ nó tốt, thằng Mỹ nó tốt. Anh lại bảo là bọn em theo thằng Tàu cũng là thằng xâm lược, thằng Mỹ cũng là thằng xâm lược, đều là kẻ thù của mình hết. Nhưng mình sống làm sao cho kẻ thù nó phải lệ phục mình. Chứ không phải là mình nói là kẻ thù mình nhảy vào mình đánh nó, mình đập nó. Em nói thật, mình đánh nó thì hai bên đều gây thương tích, không tử tế gì. Làm sao mình không ôn hòa để mình gây cái hòa bình cho dân chúng được hưởng cái thái bình như thế này. Em nói thẳng như thế, ông không nói gì. Còn bây giờ em nói thật, nếu như anh nói chuyện với em, anh nói về chính trị mà anh nói phản biện cộng sản, em không nghe nữa. Vì sao? Em đã nhìn thấy anh là một cộng sản nó nhồi sọ. Cộng sản nhồi sọ, người ta nhìn thấy khổ quá, người ta đi làm hầm, làm rừng. Anh biết bao nhiêu ông cha của nhà em ấy toàn bỏ xác ở chiến trường miền Nam đấy anh ạ. Còn nếu mà không có quân Bắc vào đấy thì chắc gì dân miền Nam đã sống sót đến ngày hôm nay. Quân Pol Pot nó chẳng giết hết rồi. Anh thấy khẳng định một điều, nếu như mà người Bắc mình không vào giải phóng miền Nam mà không sang đánh Pol Pot, cái trận đấy thì em nói thật là Pol Pot nó chẳng giết hết dân miền Nam rồi. Đằng này không nghĩ đến cái đấy mà lại vô ơn mà lại nói như thế. Em nói là cộng sản ác. Nếu như em bảo, lắm lúc em cùn em bảo này, nếu như tôi mà sinh sớm tí nữa đấy, đây là tôi sinh nhầm thế kỷ, nếu mà tôi được làm tổng thống của đất nước Việt Nam này đấy, tôi thả bom chết hết cái dân Việt Nam Cộng hòa, không còn một mống nào. Nhưng Trung Quốc là bảo nó nhổ cỏ và nhổ tận gốc ấy, thì bây giờ không còn thằng nào ngo ngoe nói về Việt Nam cả. Nó còn là Việt Cộng sản nó còn nhân đạo ấy, nó còn để cho các anh đu được càng đi đấy. Ok. Thế nên là em nói thật là bây giờ mình hãy nhìn nhận đấy, những cái đau thương của Việt Nam mình ấy, đất nước mình, của ông cha mình, anh em mình, hãy đoàn kết lại với nhau đi, hãy chống lại cái luận điệu chúng nó bẻ cong đi. Mình làm thế nào làm anh em đừng lên chống đối nhau nữa. Em nói thật đấy, như thế đấy. Như thế đương hình vô hình dung là mình để cho ba que nó được thể, nó được đục nước, nó béo cò. Nhưng mà xin lỗi em, anh nói một câu như thế này này. Thực tế ra mọi người cứ nói là bây giờ ba que, ba cẩm nó hết rồi. Nhưng mà thực tế thì chúng nó vẫn cứ còn, mà cứ hàng ngày các bạn vào kênh YouTube xem, các chúng nó tuyên truyền về rất là láo xược, và chúng nó coi như xuyên tạc về cái chế độ hiện nay của ôi Việt Nam ơi, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Anh Không Bằng, phải là không hết, đúng không? Anh Bằng em xin lỗi em ngắt lời anh.
Rồi. Em đang thắc mắc là cái buổi tối vừa rồi em có một cái link phụ, vì cái link cái thằng Châu La Khải này, cái link Phương Lê của em vào đấy, nó em hay bảo với nó là, tại vì em vào em bảo là cái thằng này mày ngu nhưng mày tỏ ra nguy hiểm, mày ăn highlight vì nó chửi náo quá, nó lốc em luôn. Thì em mới có cái link phụ, thì em mới vào với cái người nông dân cũng là nó, mà cái thằng Châu La Khải là Đúng nó chuyên ngồi xó bếp nó này. rồi. Thì vừa em lên nó nghe, nó chửi chính quyền một cách dã man, mà tại sao chính quyền không vào cuộc cho thằng này vào kho cho nó yên đi. Em bức xúc với cái thằng này quá rồi đấy. Nó không bao giờ dám thò mặt đó anh ạ. À. Nó ngồi trong xó bếp nó nai, nó quay thì toàn thùng rồi chậu rồi xô. Cái lề nhà bếp thì nó bẩn ơi là bẩn, bẩn còn hơn cả cái bãi rác công cộng của thành phố Hải Phòng nhà em. Đúng rồi, thằng này nó thuộc dạng nó quê Hà Nam mà nó thuộc dạng kiểu là thần kinh nó không không được ấy, không được 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 ổn định lắm. Nó chửi bác hộ anh ơi, nó giả vờ anh ạ. À, nếu như thần kinh nó không bao giờ đưa mặt nó lên, nó chỉ có quay xó bếp nó chỉ tay thôi, nó không đưa mặt. Nếu nó mà thần kinh không ổn định thì nó sẽ đưa mặt nó lên, nó chửi thằng căng ngay. Thằng này nó là người phản động đấy anh ạ. À, nó chửi chính quyền, nó chửi bác Đúng hộ, rồi. nó chửi hết từ tối đến giờ. Em lúc mấy hôm xưa nó lấp cái link của em rồi em không vào được, vừa lỡ em mới bảo anh cũng Dũng làm cho cái link mới, em mới vào được cái của nó kết bạn với em, một cái em đồng ý kết bạn em vào. Vừa vào nó chửi xa xả từ tối, thì em bức xúc lấy một gần thì em ném đá vỡ đầu thì nó bục nhà nó luôn. Kẻ đàn bà em chơi nó chết. Em bức xúc nó chửi là chế độ là mà nó chửi bệnh chị bạn nó văng toàn phụ tùng thôi. Không biết sao vợ Thằng con này nó tệ nó vậy. chửi chế độ, nhưng mà có một cái điểm lạ, cái nó sang các kênh kia chúng nó cũng chửi bọn kia, tức lúc nào nó cũng chửi. Tức sang cái anh cũng gặp nó rất nhiều ở kênh Tân Tái hoặc Nguyễn Trương nọ kia tất cả thứ rồi, thì nó cũng chửi bọn kia rất là ghê đấy, mà nó chửi chế độ nhưng mà nó lại bênh công an. Cái thằng này nó tức là lúc nào nó cũng chửi, cứ vào kênh nào nó cũng chửi mà không hiểu, cho nên anh nghĩ là nó là cái thằng tâm thần. Có đợt em với Nguyễn Nhung vào trêu nó chửi dễ anh Đạt, nó chửi Nguyễn Nhung tơi bời xong nó chửi sang em. Cho nên Thì trước hả? kia hầu như là cái diễn đàn của anh lúc nào nó cũng vào đấy, thì anh cũng trêu nó là thằng tâm thần, nhưng ngày xưa anh cứ tưởng nó là quê Nam Định nhưng không phải, nó là quê ở Hà Nam đấy, thằng Châu La Khải quê Hà Nam, Có bao mà giờ hiện nó nay đưa nó mặt sống ra không? nó sống ở, hình như mọi người bảo là nó sống ở thành phố Hồ Chí Minh này, mà thằng này nó bẩn bựa quá. Chửi bậy mà cái lít người nông dân là nó này, Đúng rồi, anh biết mà. thằng này nó náo tết, nó chửi người gặp nó đánh cho vỡ mồm rồi nó kinh. Em đàn bà mà em nghe còn bức xúc, mà tối em vào cái thế nào nó chửi mầm ấy. Nói chung là bạn nào bạn vừa hỏi cái tức là bảo tức là bạn treo gì ông bằng có nghĩ là ba que hải ngoại là hạng C, còn ba que hoạt động ngầm trong nước thì mới là nguy hiểm. Thực tế là mấy cái thằng ba que ở trong nước ấy, thì nó cũng xuất phát từ mấy thằng ba que hải ngoại, mấy thằng ba que hải ngoại mới bơm bít xuyên tạc nó kia, bơm tiền cho chúng nó mới nảy sinh ra cái mấy mấy cái thằng ba que trong nước. Nếu mà ví dụ là bọn kia mà ví dụ nó ở bên bọn chúng cộng cực đoan ấy, ở bên hải ngoại không bơm tiền cho bọn trong nước thì hầu như mình cũng nói 100% nhá, thì nói chung là cũng phải 99% là cái bọn ba que trong nước chết hết. Em nghe như này là nó bọn hải ngoại nó bơm tiền cho bọn ba que trong nước này. Thế này này, em nghe cái đợt thằng Benny, thằng Tân Thái, có đợt em vào cái chương của thằng Tân Thái thì đúng là người của mình, đấy là người của mình. Đi vào diễn đàn thì mới nói là anh Tân Thái ơi, em coi là phục vụ, em tìm được hàng chục anh em rồi, chuẩn bị cuốc xẻng rồi là chuẩn bị ngày biểu tình xuống đường rồi. Ở Bình Hòa Thì em buồn cười, lúc đấy anh biết là anh em vừa vui mà em mở cơ hội trong bụng em, mà em sướng mà em cười không, em lúc ngồi em cười như con điên. Thế mới bảo là theo anh Tân Thái thế lọ thế kia, thì Tân Thái bảo ừ được rồi cứ chuẩn bị, nhờ có manh động là xuống đường làm nọ làm kia. Thì mới bảo là có vấn đề gì thì cứ liên lạc với anh với lại Benny Trương, ý là vấn đề là mình nó nói liên lạc đến nó mà em hiểu đấy là kinh tế rồi đấy. Thế thì đầu dây đằng kia mới bảo cơ là anh ơi, anh nghe rõ là em nói này, bọn em chuẩn bị lật bà bố với thằng ma que đây. Em buồn cười quá. Em ngồi ngoài em cười như một con điên. Sao mà lại đấy, phải những cái pha như thế nó mới đã, bây giờ phải chơi nó như Đúng thế. rồi. Đúng rồi. Cho nên là cái bọn mà ba que ở trong nước ấy là chúng nó ngu đần, ngu si đần độn, nó nghe mấy mấy cái thằng ở bên bên kia. Đó, thì là nói chung bọn bên kia bơm tiền về, nói chung thực tế ra thì nó cũng không nhiều đâu, ví dụ tháng được 5 600 đô hoặc 300 400 đô Alo. chẳng hạn. Nhưng mà khi mà vào tù ấy, là nói chung là Sao những biết? cái thằng mà ba que trong nước vào tù, còn trong trong thời gian vào tù thì bọn kia nó cái tức là hết Em sử có dụng nhìn được màn hình rồi. đâu Thế mà rồi em không nhìn thấy màn hình.
À, thì hiện nay cái màn hình của em bị đen rồi nhưng mà thôi em nói cũng được. Không, À được. em À, quay màn hình à. ngoài, em để nó nằm xuống. Rồi được rồi, cũng được. Vì là có đợt em lên cái diễn đàn của ai đấy, ví dụ bây giờ em nói thật là bây giờ em này là phụ nữ, thứ hai là em còn công việc làm này kia đấy, Đúng rồi, nhiều em khi cũng nó cũng không ảnh hưởng. em cũng không muốn là cái chuyện sợ thì em chả sợ gì đâu, vì là cuộc sống thì em nói thật là chết thì ai cũng chết một lần, giống như Thái Bình Nhiên nó bảo đấy, chả sợ gì cả. Một khi mình đã anh hùng mình chả có sợ nhất. Ngày xưa mới thời chiến tranh 17 18 tuổi, tuổi thanh xuân phơi phới mà người ta thấy đất nước bom đạn người ta còn xung phong đi ầm ầm với chị anh bảo, kể cả mẹ em bây giờ cũng hưởng lương thanh niên xung phong, chị anh bảo là làm sao có sợ chết không? Như mình bây giờ có con có gia đình được hưởng thụ thái bình như thế này, làm sao có chết không được rồi chứ ân hận gì đâu anh. Thế nhưng mà mình sợ là mình còn ảnh hưởng đến công việc của con Tại cái sao không mình. biết các bạn cu xeo, tại sao không biết cái chuyện diễn biến hòa bình nhá, cái diễn biến hòa bình thì là mà tôi cũng tìm hiểu có chung tương đối, nhưng mà tôi ở đây tôi sẽ làm cái mảng ở bên kia. Ví dụ một số anh em thì nói chung là anh ấy làm một cái mảng coi như về diễn biến hòa bình. Bây giờ ví dụ có các hội này, văn đoàn độc lập này, và rất nhiều những cái hội thì ra người ta ví dụ những cái người mà ví dụ như là có sự bất mãn đối với chính quyền chẳng hạn, người ta ngấm ngầm người ta chống chống đối chính quyền. Tôi là người biết chứ không biết, nhưng mà vấn đề mình phải biết vấn đề gì nó cụ thể thì mình mới nói là được, chứ không mình không thể nói chung 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 được nhá. Cho nên là mỗi người một mảng thôi. Bây giờ ví dụ là tôi chỉ biết vấn đề kia sơ sơ thì tôi không hiểu, tìm hiểu rất là sâu đúng không, còn những vấn đề này tôi tìm hiểu sâu thì tôi nói, hoặc là những vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngày xưa giờ tôi biết vấn đề kinh tế của Việt Nam như bây giờ như thế nào, phát triển như nào, từng con số tôi biết, hoặc là những cái sự gọi là cái chế độ Việt Nam Cộng hòa hoặc là chế độ Ngụy Sài Gòn ngày xưa, ví dụ chúng nó xét nó lát đấy, mà tình hình kinh tế của chúng nó cái hồi ấy như thế nào thì tôi tìm hiểu sâu và tôi biết, thì tôi nói vấn đề đó, chứ tôi cũng không phải là một cái nhà tuyên giáo hoặc là coi như là nhà làm mà được đảng đào tạo nọ kia, cái tôi thì người dân mà tôi coi như ấy thôi, Em được nói biết này, thì đấy, nếu mà vâng, người ok. ta em Vâng. nhắc lời anh, nếu mà người ta thắc mắc về vấn đề nói rõ cho người ta hiểu, Đúng rồi. nói rõ người ta hiểu là con người đấy phải biết nhìn nhận tới hai chế độ và hai thời điểm, từ chiến tranh như thế nào và hòa bình như thế nào. Khi chiến tranh ngày xưa anh phải biết là khi em còn nhớ nhà em phải đào hầm ở một cái gốc bờ tre, một gốc khế để cho trẻ con, khi mà có báo động là Mỹ nó rải bom là Rồi. mình chui xuống hầm để lấp, đấy là thời chiến tranh khổ chưa. Còn bây giờ họ xe đẹp, quần áo đẹp, Nhà lợn ra đường đẹp, chơi, ăn nhà lầu xe ngon. hơi, vâng Đó. đây tivi màn hình phẳng xem rõ ràng, ngày xưa làm gì có tivi mà xem Vâng. hả. Là một cái, thứ hai thì tối là đi làm về 6 giờ tối về ăn cơm xong có thể alo ra cà phê kia nhậu nhẹt karaoke thoải mái đi, phải không anh. Thời chiến tranh làm gì mà có mà chửa Tôi tối có nói đèn với dầu bạn nghe như bom hạ trên đầu. anh xin lỗi mọi em một tí thôi. Tôi nói với bạn hy vọng là tôi đã làm một cái chương trình nhá, một cái vấn đề về 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 vấn đề cái đạo của đạo Thiên Chúa giáo rồi. Mà chính thức tôi là cái người mà sống ở gần Bùi Chu nhá. Đấy. Nghe chưa? Gần gần Bùi Chu á, thì nói chung là tôi cũng hiểu về cái ấy. Nghe chưa? Còn bây giờ xin lỗi em, tôi chỉ nói tôi nói với gì? Cu treo tôi biết là bạn là một cái nick ảo, nhưng mà bạn muốn đá tôi, nhưng mà tôi sẽ trả lời như này. Tôi không bao giờ tôi nói tôi ủng hộ VSK, VSK nó chẳng là cái quái gì ở đất nước Việt Nam cả, mà nó không hiện nay nó không hành thình, mà không hành không 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 phải là một cái tổ chức gì ở trong cái đất nước Việt Nam này, ở trên một cái mạng Facebook này, nghe chưa? VSK nó chúng nó chết rồi từ cái hồi coi như là Tân Đông Võ với Khoa Lữ với lại Lê Xuân Nghĩa thành lập ra, thấy chưa? Thì được gần một tháng rồi đã chết rồi. Thì bây giờ ai bảo VHK, mà ai nói tôi ủng hộ VK? Hiện nay tôi chỉ ủng hộ những nào người nào cùng quan điểm với tôi, tức là bảo vệ chế độ hiện nay do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, là tôi coi như là bạn bè tôi hết đấy. Chứ các bạn đừng có phân biệt nhóm nọ nhóm kia, tôi không có nhóm nào nhóm kia hết. Thấy chưa? Cho nên là thực tế là tôi nói bạn nhá, tôi biết bạn móc máy là thế này thì khác, thấy chưa? Nhưng mà thôi bạn hỏi lịch sự tôi trả lời lịch sự. Rồi xin mời em. Sao anh không bảo những cái người mà người ta muốn thích móc máy hỏi đấy, người ta đòi hỏi về chế độ này, hòa bình và chiến tranh thế nào ấy, thì bỏ với người Cái ta đấy, thằng bỏ này vào. nó thỉnh thoảng vào diễn đàn nó ngu si đần độn, cái là cái cuốn Gạt Ma Vòng Tròn Bất Tử nhá, tôi nói các bạn cái trận gạt ma đó. Ở đây các bạn có một người bạn thân thiết ăn cơm với tôi ở ngoài trường Đại học Hoàng Hải, đó là anh coi như thuyền phó tàu 604,
anh đã mất ở cái trận chiến Cạc Ma đó. Chứ các bạn vào đây các bạn chỉ thấy phét ấy. Ai nói về Lê Mãn Lương, tôi đầu tiên tôi nói về Lê Mãn Lương, mà tôi nói không phải anh Hùng mà tôi nói gọi là thằng Lê Mãn Lương, vì chúng nó đã xuyên tạc ở những cái trận chiến đó, và nói chung nó đã chụp ảnh với lại mấy thằng dân chủ quậy ở trong đó. Tư cách một người thiếu tướng anh hùng lực lượng vũ trang mà đã là cái tấm gương cho chúng tôi học tập cái thời gian chiến tranh ấy. Đấy, bây giờ coi như là nó chụp ảnh với mấy thằng dân chủ quậy, ví dụ như là thằng Dũng Xe ôm mấy thằng trong nhóm NU ở ngoài kia, nghe chưa? Cho nên bây giờ tôi nói bạn nhá, hiện nay tôi chỉ nói vấn đề đó thôi, bạn mà vào bạn hỏi móc một phát nữa tôi sẽ lốc bạn. Rồi xin mời em. Em nói thật đấy, những cái người đấy có làm được cái gì không mà cứ phải đòi hỏi, cứ phải móc mói làm cái gì. Bạn tôi là người thuyền phó tàu HQ-64 Phạm Gia Thiểu, các bạn xem cái vòng cái vòng tròn bất tử ở ngoài kia vẫn còn ghi rõ Phạm Gia Thiểu người Nam Ninh, Nam Định, đồng hương với tôi, anh em ăn cơm với nhau ở ngoài trường hàng ngày, mà coi như là trước khi mà anh ấy tàu 64 nhé, hồi đó tàu Tô Đỗ Tân Cảng còn gặp cỡ anh ấy ấy ở ở Tân Cảng, sau đó anh đi cái chuyến đấy là anh em không bao giờ gặp nhau nữa. Đấy chưa? Rồi xin mời em. Bạn vào móc máy một cái nữa tôi sẽ lúc bạn. Rồi. Em đang nói về cái chiến cái chủ đề là hòa bình và chiến tranh. Nếu như một ai đó muốn hỏi về chiến tranh và hòa bình khác nhau như thế nào, mà tại sao Việt Nam Cộng Hòa nó lại Mỹ mà nó lại thua Cộng sản, là vì như thế này. Cộng sản ấy là em chỉ nhìn thấy, em chỉ biết được là cha em và ông nội em và họ hàng nhà em tự đi thanh niên xung phong để đi vào chiến trường miền Nam, nhìn đói ăn cơm mục mì mục mạch và làm rừng làm rú để đánh kẻ thù thì mới thắng. Còn cái bọn chúng nó đấy, nó có tiền, nó đánh thuê thằng Mỹ, nó có tiền ngoại tệ đấy, tiền Mỹ đấy, nó ăn chơi xả láng, nó đầm đĩ, nó đập phá. Đến khi em là người trực tiếp nghe ông Nguyễn Ngọc Lập, em nghe rất nhiều cái trên cái YouTube của ông Nguyễn Ngọc Lập và ông Nguyễn Phương Hùng, ông Nguyễn Ngọc Lập kể lại toàn bộ cuộc chiến ở Việt Nam trong thời kỳ đấy, và ông ấy là người sĩ quan quân đội của Việt Nam Cộng Hòa, và ông là người chuyên gọi là chống cộng. Đến khi mà ông ấy kể hết và ông sẽ nói hết những cái cuộc chiến, ông ấy có công nhận rằng quân đội Việt Nam Cộng Hòa càn quét dân, giết dân, hiếp dân và cướp của dân ăn. Vì lúc đó là Việt Nam Cộng Hòa quá đói vì là Mỹ nó không viện trợ nữa và thất trận. Ok. Ông ấy nói là từng tỉnh một, em không nhớ được là từ tỉnh nào dồn về tỉnh nào, mà đến khi cuối cùng là trực thăng Mỹ phải thả dù để cho quân đội người Mỹ leo thang trực thăng, không kịp để chạy nữa, và còn những người Việt Nam mình cuốn gói ra tàu hạm đội. Đấy là ông Nguyễn Ngọc Lập có nói. Và ông Nguyễn Ngọc Lập có nói là ông ấy kinh khủng nhất ở cái trận chiến là Thành Cổ Quảng Trị. Ông ấy có khấn với Chúa là Chúa ơi, xin Chúa cho ngừng cuộc chiến này đi. Ông ấy sợ quá. Mà đến khi cuộc chiến tranh ngừng rồi, ông phải trốn chui, trốn lủi, lang thang đầu đường cho chợ trong vòng suốt 3 năm trời, đến khi ông bị bắt vào trại cải tạo của Cộng sản và cho ông đi theo dạng HO, và ông được sang Mỹ. Nhưng đến bây giờ ông ấy có gặp lại ông Nguyễn Thanh Sơn, là Bộ Ngoại giao của Việt Nam, gặp trực tiếp ông ấy và nhờ ông qua Nguyễn Phương Hùng gặp ở bên Mỹ. Thì ông Nguyễn Phương Hùng có điện cho ông ấy đến, và vợ ông có nói với ông Phương Nguyễn Hùng một câu là gì? Tôi cần một người chồng, một người cha, tôi không cần một người làm chính trị. Nhưng ông Nguyễn Ngọc Lộc vẫn đến và gặp ông Nguyễn Phương Hùng và có nói hết. Và những người bạn cùng đồng ngũ với ông là Việt Nam Cộng Hòa nói là ông ấy bông bô Cộng sản. Ông bộ ai muốn nói gì thì nói, nhưng ông làm cho đúng với chính nghĩa của ông ấy. Đến khi ông ấy có nghe ông Nguyễn Ngọc Lập mời về Việt Nam chơi, mà khi ông về Việt Nam rồi ông quay sang bên Mỹ, ông có đứng lên ông nói phỏng vấn rõ ràng. Ông đấy mới là người thay đổi. Đấy. Ông đấy bây giờ hiện giờ ông ấy, ông của tôi là người thay đổi. Thì phải nói là những con người ở Việt Nam này, mà những người chống cộng đấy và những người mù mờ không hiểu biết, thì phải trực tiếp vào cái YouTube của ông Nguyễn Ngọc Lập đấy mà để hiểu được về cái chính điều quyền, quyền ngụy quân ngụy quyền nó độc ác như thế nào. Đấy. Chứ đừng nói là cứ suốt ngày ra giả lên đài trên mạng truyền hình nói là Cộng sản hèn với giặc, ác với dân. Hèn với giặc mà đánh thắng hàng bao nhiêu đế quốc. Còn em nói thật với những cái con người đấy, suốt ngày là kêu nghèo khổ Cộng sản ăn hút là chẳng qua gì. Cái dạng lười không chịu làm.
Thế ta phải có làm mới có ăn chứ. Cứ ngồi đấy xong rồi kêu gào là chính quyền chế độ thế lọ, chế độ thế kia. Thế rồi lay thì kêu đất, cướp đất của dân. Ai thấy cướp đất của dân? Chẳng ai cướp đất của nhà em đây. Một sào 360 m², nhà nước ta đền bù 139 triệu. Đấy, gửi vào tiết kiệm. Mỗi tháng đấy là bao tiền ra Đúng. ăn mà người ta xây công ty cơ quan xí nghiệp cho con em mình có công ăn việc làm mỗi tháng hàng chục triệu tiền lương. Thế em hỏi anh là mà không phải cấy, bây giờ cấy cả ngày cả một mùa mà chỉ được có một tạ thóc thôi anh, một tạ thóc bán 500 nghìn mà trong đó là tiền lân, tiền đạm, tiền sâu, tiền bọ mất mẹ 300 rồi. Đúng không? Đúng Cho nên những cái con người đấy người ta chỉ có cái sự gì nhận biết nhất thời và cái lại lười không chịu làm, bất mãn xã hội, ăn nói sằng bậy, chỉ biết ngày nay không nghĩ đến ngày mai. Cho nên là em nói thật là những cái loại đấy là mình không thèm chấp. Còn nếu mà nó cố tình chống phá thì đã có chính quyền, anh em mình sẽ cùng chung tay góp sức với chính quyền, pháp luật ta trừng trị những con người đấy. Nó cứ nói là tại sao ấy, nó hãy nhìn ra cái đấy, nhà tù đảo Phú Quốc đi đấy, thằng Việt Nam Cộng Hòa đấy, người Việt giết người Việt đấy, chúng mày bảo là Mỹ nó tử tế, nó nhân đạo, nhìn lại cái nhà tù đấy đi hả. Đấy, tài liệu Pháp người ta chiếu lại phim tài liệu với Việt Nam lúc giờ mãi đánh nhau làm sao mà có ai có phim có ảnh mà quay được, người Pháp người ta quay đấy, xem lại đi. Chứ là nói nó phải có bằng chứng sự thật, đừng cứ mà nói sằng hay bậy. Xong rồi lại cái nói xuyên tạc đất nước là cái cờ của Phú Kiến. Em mới bảo thằng biên đi chương chột, em bảo là bây giờ mày đừng hô hào người dân Việt Nam bọn tao xuống đường biểu tình nữa, mày toàn xui người ta vào tù thôi, mày về mày cứu được Vương Văn Thả đi. Em bảo thế, Đúng nó đi rồi. tù đấy vì chúng mày đấy, nó cũng hô là Việt Nam Cộng Hòa thế giới này cứu tôi đấy, mày về Đấy. mày cứu nó đi. Đúng Với rồi, thằng biển 12 mặn năm đấy, đấy. Đấy, mà 12 năm thằng đấy chúng biển mày mặn đấy, cứu mày thằng biển mặn đấy, mày về mày cứu nó đi hộ tao đấy, mày đừng hô hào người dân đấy, mà nó không lốc em. Em mới bảo nó như thế. Còn mày mới bảo là Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng độc tài, đảng thế nọ, đảng như bây giờ ta không cần một cái gì mày phải hô hào cả. Nếu như mày là anh hùng thật sự, mày ra ngay cái tòa đại sứ của Việt Nam nó nằm ở bên Mỹ đấy, ở bên California nhà mày không có tòa đại sứ của Việt Nam đấy. Mày hạ của tao cờ đỏ sao vàng xuống của tao, nó đang treo cái tòa đại sứ đấy. Mày hạ luôn cho người ta. Đấy, mày là người anh hùng. Nếu thằng Mỹ nó Rồi, không sờ đến mày. cái gọi là cái tòa đại sứ thì ở Washington, còn cái tòa tổng lãnh sự sự quán ở Flasco thì Đấy thì là nó em bảo gần đấy là cái nơi đó, gần nhất của đấy, chúng mày. đúng. Chúng mày đến chúng mày hạ xuống cho tao. Thì đấy là chúng mày giỏi. Chúng mày cứ ngồi đấy chúng mày cào bàn phím ngày nào cũng như ngày nào chúng mày đọc. Chúng mày không biết chán mồm mà Chưa cứ chưa làm chưa bả làm chưa. bả. Em thấy nó chả ra cái thể thống gì, trong lại cái thằng Tân Thái nó suốt ngày lại cứ ra giả nó xuống đường biểu tình. Biểu tình cái gì? Thế đợt vừa rồi là chúng nó mất nhiều tiền anh, nó mất nhiều tiền bọn dân chủ quậy cái hôm mùng 4 tháng 9 này Đúng rồi. anh. Là Không, nó khẳng định, nó bị mất rất nhiều tiền mà nó qua cái khẳng đợt định mà là ví dụ chắc mùng như 10 đinh tháng trong 6 cụt ấy, rồi. đúng Người cái bọn dân rồi. chủ quậy bên Việt Nam này, cái bọn bất mãn xã hội này hay ăn lười làm, cái bọn nghiện ngập vớ vẩn đấy, là suốt ngày là inbox với nó, là nói chuyện với nó, rồi điện thoại với nó là đúng ngày đấy chúng em cho thế lộ cho nó tống hết tiền về. Đến khi mùng 4 tháng 9 nó mới tâng hẳng tơ ra, không thằng nào xuống đường biểu tình cả. Thế mà thò ra mấy Đấy. thằng ngoan ngoe là cộng sản hốt hết nó cho vào kho rồi. Thế là nó bức xúc cái đấy. Thế nhưng mà thế mày ngu mày chết là vẫn bị cộng sản nó lừa, mày vẫn bị người dân Việt Nam nó lừa. Còn mày bảo Việt Nam nó bán nước cho tàu thì mày về mày đào nhanh mà ông ngoại ra mày mang sang Mỹ để đi, không có nó bán cả mổ mà mua bả nhà mày đấy. Em bảo thế, em bức xúc em láo tét em bảo thế. Cho nên là sống như là mọi người nhìn nhận đừng có nhồi nhét hết, mà lại em rất là không hài lòng bây giờ Việt Nam mình mới lại cái tòa Thánh Vatican ấy thì chỉ là quan hệ song phương thôi. Cho nên là nó sang cái Việt Nam mình nên mình ừ đần rằng là tự do tín ngưỡng rồi. Thế nhưng mà không không để cho nó lộng hành đến một cái mức độ như thế được. Giáo dân những con người Việt Nam thì mù mờ chả nghe ra cái gì cả, cứ nghe cha đạo là trên hết. Kể cả giao cả tính mạng thể xác cho cha, xong rồi giao cả tất cả cái cuộc sống đời sống của mình cho cha. Em chả hiểu là những người dân ấy, người ta theo Thiên Chúa kiểu gì, người ta tin tưởng đấy là Chúa thật. Làm gì có Chúa thật ở trên đời này. Bây giờ này anh nói em là như này, chứ vừa nãy anh cũng nói sơ qua anh là cái người mà sống ở giữa vùng Thiên Chúa giáo, tức là ở tỉnh Nam Định thì các bạn đã biết là tỷ lệ Em giữa biết rồi, em biết người rồi, em biết biên rồi. Ở lương trong đấy là giáo nhiều. 50 Vâng. 50 đúng không? Vâng. Thì Vâng. bây giờ này đối với Thiên Chúa giáo ấy, thì có một bài anh đã phân tích rất là kỹ rồi. Thì bây giờ Đảng và nhà nước ta đang áp dụng cái chính sách đối với những người, ví dụ là bây giờ mình nói thẳng ra là đối với những người theo đạo Thiên Chúa giáo, tức là lấy trí nhân thay cường bạo, lấy đại nghĩa thắng hung tàn, tức là Đảng Cộng sản sẽ làm những điều tốt, điều hay mà để cho những người Thiên Chúa giáo ngày xưa người ta cũng căm ghét cái cộng sản, nhưng mà rồi rồi dần dần cái nhận thức của người ta tốt lên, rồi người ta sẽ nhìn nhận ra à người ta sống dưới chế độ,
này do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo thì chế độ này nó rất là ưu việt, như thế này thế khác thì người ta sẽ dần dần người ta không chống, không một số không chống đối nữa, mà nói chung là người ta sẽ ủng hộ cái chế độ này. Mà anh mới nói với em mới biết hiện nay chỉ có một rất ít nghe, cái bọn mình cứ gọi thẳng ra là bọn Linh Cẩu và một số giáo dân, giáo dân nhỏ thôi, một phần nhỏ thôi trong cái tổng số giáo dân người ta gọi là có một cái đầu óc u mê thôi, chứ còn hiện nay phần lớn là những người Thiên Chúa giáo và những cha đạo, người ta sống phúc âm trong lòng dân tộc, người ta ủng hộ chế độ này do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Đấy là theo nhận định của anh. Nhưng mà cái đấy thì cũng là một phần thôi anh, nhưng mà em đang thắc mắc là cái vấn đề là tại sao ở trong cái miền, trong cái khu lui vào trong đấy ấy, thì làm sao mà cha đạo linh mục người ta lộng hành đến mức độ, đến mức độ như thế mà sao chính quyền lại không vào cuộc? Chỉ ở ngoài Bắc của bọn em, kể cả sư, kể cả cha, kể cả linh mục, chính quyền nếu mà khác ý là chính quyền vào sờ gáy ngay anh, không giáo dân nào dám há ra mà nói được câu nào. Chính quyền nó vào sờ gáy ngay, không bao giờ để nói ngay chứ không bao giờ để ra ngoài đấy mà. Em tức là em nói câu sờ gáy ấy, thì nói chung là cũng hơi quá, nhưng mà nói chung là ví dụ có tư tưởng gì đấy thì những chính quyền, ví dụ ủy ban dân xã hoặc huyện, người ta vào người ta ví dụ giải thích cho người, cho những cha đạo đấy và những người, người dân giáo dân ấy hiểu thì mình nói thế đúng hơn. Anh có biết này, em bức xúc, em không chấp nhận được cái loại cha đạo vớ vẩn ấy, phải gọi đó là không đúng bằng rồi. Một con súc vật. Cái hôm mà em có xem cái đoạn clip là một đội cờ đỏ thành phố Hồ Chí Minh đi vào đến tận hang ổ của thằng cha Tân, mà anh biết là nó không ra ngoài, nó ở trong nhà, nó livestream, nó gọi giáo dân, như một số giáo dân để đánh anh em nhà mình, nó đóng cổng nhà thờ lại, nó chửi mầm. Hỏi cái đấy chính quyền ở đâu? Anh biết lắm lúc em bức xúc quá đó, em còn bảo với đúng một rồi. Người trong đấy em nhắn tin thì em bảo đấy, mọi người hãy đồng lòng lên đi, nếu như quân đội ở trong thành phố Hồ Chí Minh mà không đủ lực lượng mỏng, không đủ để tiêu diệt cái bọn đấy đấy, kêu gọi nó ngoài Bắc tổng động viên vào đây hết. Em còn bảo như thế đấy anh Đằng ạ. Đấy là em có sự quyết liệt đúng không? Em bức xúc em bảo thế đấy, em bảo chứ nếu như trong thành, em vẫn bảo với Thái Hùng Diễn thế, em bảo nếu như anh em ở trong đấy mà lực lượng mỏng đấy, đồng lòng với chính quyền đi để phản biện ra ngoài Bắc này, để kêu gọi các bác là toàn bộ dân Bắc này vào trong Việt Nam để ủng hộ trong đấy hết, để cho đất nước nó trong sạch như cái thời ngày xưa đi. Chúng nó cứ tưởng nó là mờ, người ta chính quyền người ta lương tay với chúng nó thì chúng nó cứ tưởng người ta sợ chúng nó. Nhưng mà em thấy bảo cái thằng cha Tân nó trốn đi đâu, nó không ở cái giáo thứ Tọa Hòa đâu phải không anh? Không, hiện nay thì thực tế trước kia nghe tin ấy, thằng này nó bị gọi là về hưu non, nhưng mà tức là hiện nay thì nó vẫn cứ ở trong cái giáo xứ đấy. Mà anh nói em ấy, mình gọi là cái giáo xứ đó thôi, chứ mà em cứ tưởng tượng ra cái giáo xứ ở trong đấy, cái phần đất đấy không có nhà thờ nhé, mà chỉ có một chỗ ở, và cái chỗ mà vừa rồi chúng nó xây một cái năm ngoái ấy, chúng nó xây một cái tượng Đức Mẹ thôi đấy, chỉ có thế thôi chứ không có nhà thờ. Em có xem cái nhà mang tiếng nhà cha đạo mà lụp xà lụp sụp ở bên trong nó, đúng rồi mà. Ở cái cổng ấy thôi, tức là nhà ở thôi chứ còn không có nhà thờ nhé. Ví dụ như giáo dân có đi lễ các thứ thì khi mà cái tượng Đức Mẹ người ta xây trái phép, tức là cái đất đấy chưa chuyển đổi từ đất nông nghiệp mà sang cái đất mà giao cho bên Thiên Chúa giáo thì người ta xây trái phép. Nhưng mà bây giờ thôi, chính quyền thì nhiều khi cũng ngăn cản. Thì anh cũng xem được một số cái video mà cái vùng Xuân Lộc ấy anh đi qua rồi. Vâng. Thì là giáo dân thì giả sử người ta có đi lễ ở đấy, giáo dân rất ít, có 100 hộ mà, thì người ta chỉ đứng ở trước cái chỗ tượng Đức Mẹ người ta ấy thôi, người ta cầu nguyện thôi, chứ ở đó không có nhà thờ. Suốt ngày là nó kêu gào nhân quyền, từ ngày Mỹ nó rút khỏi nhân quyền thế giới đến giờ nó câm tịt, không thấy nó kêu nhân quyền nữa rồi đấy, nó cứ dựa ở bố Mỹ, nó không kêu gào nhân quyền nữa. Thế là bảo nhân quyền, em có xem một cái cuộc biểu tình an ninh mạng của chúng nó, cái giáo dân từ đứa trẻ con lên ba bé tí cũng cho lên ngồi lên xe 4-5 đứa một đoàn vận áo học sinh đi ra đường mà trời thì mưa gió như thế, cứ cầm cái bảng biểu tình, cái tờ giấy dơ lên là chống đối, phản đối cái biểu tình an ninh mạng. Thế cái đấy là nó có thuộc về nhân quyền không hả? Thế nó cứ bỏ cộng sản nhồi nhét nhồi sọ, thế cái đấy nó có nhồi sọ không? Cái đứa trẻ con nó bé tí 4-5 tuổi 6-7 tuổi nó đi học lớp 1 lớp 2 nó có biết cái gì không mà nó cũng lôi ra ngoài đường biểu tình kêu gọi xui thế nào làm thế nó biết gì? Cái đấy có phải là nhồi sọ không hả? Chúng nó nói toàn những cái là nó ngu. Em nói thật, hôm qua hôm kia em vào trang mạng ai nói là bảo là thằng đấy thằng nó ngu như con chó, em phản biện này luôn. Em bảo đừng ví nó với con chó nhà em nó khôn lắm, đừng ví nó là con chó, nó không xứng đáng bằng một con chó, đừng nói như thế. Con chó nhà em nó cực kỳ là khôn, em nói thật. Anh trời mưa nó biết chạy vào, trời nắng nó biết ra ngoài, trời nó vào chỗ mát nó nằm trong nhà. Nếu em đi làm về em để cái xe máy ngoài sân nhá, nó chỉ nằm ở trong cái xe máy, đừng bao giờ ai gọi nó đi đâu cả, có gì cho nó không đi khỏi cái xe đấy.
Đấy, làm sao mà có thể là ví ví mà ví những cái loại người đấy bằng con chó được anh? Không thể, đừng ví nó làm con chó. Đừng ví nó làm con chó, lo nhầm con lợn. Con lợn nó không biết là gì cả. Đủ nó đi nó đi, đủ nó đứng nó đứng. Con chó nó biết nhận thức hoàn toàn. Những cái loại đấy là không thể so sánh nó với con chó được. Em vẫn lên trên đàn em bảo không, đừng so sánh con chó nhắm nó khôn, nó mới biết phân biệt đâu là chủ, đâu là tớ và đâu là khách. Những người đến nhà em chơi ở ngoài sân nó cho sờ vào người nó thoải mái, nhưng đừng bao giờ bước chân qua khỏi ngưỡng cửa, nhưng mà nó dở mặt nó cắn ngay, nó đớp vào chân ngay, nó cắn rách quần ra ngay. Nhưng mà ra khỏi cửa ra ngoài ngõ nó cho sờ vào người nó thoải mái. Đấy, làm sao mà ai bằng con chó nhắm được. Chứ đừng nghĩ cái loại đấy là không thể là cái loại phản động, cái loại mà chống phá nhà nước rồi là chống lại nhân dân rồi chống lại cái ngược đãi của những lòng dân này, cái loại đấy không thể bằng con chó được. Thì đầu nó không có óc. Bây giờ nói về cái cha Tân ấy, thì là gọi là cái thằng Linh Cẩu Tân, thì hôm mà chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang mất ấy, thì cũng Vâng. ghi ghi lên một cái tút rất mất dạy. Nhưng mà sau khi là anh em trên cộng đồng mạng này phản đối, mà anh cũng viết lên một cái tút mà nói chung là phản đối cái chuyện mà nó xúc phạm đến chủ tịch nước Trần Đại Quang, thì cái cộng đồng mạng mình lên tiếng phản đối rất là nhiều. Mà sau Vâng. đó thì nó cũng phải coi như rút cái tút, nó xóa cái tút của nó của nó. Nó Thì định nói chung là phủi đúng rồi. tay đấy anh, nhưng mà nhiều người người ta chụp lại rồi, nhiều người ta lưu lại rồi, nó có phủi Đúng rồi, tay nhưng phủi mà mãi được không? qua đó anh nói em nhé, thì thứ nhất là nó cũng ngại những cái anh em cộng đồng mạng của mình phản đối quá, Vâng. thứ hai là nó cũng sợ cái chính quyền địa phương. Mà nó làm Vâng. cái điều quá ngu si đần độn, dốt nát. Thấy chưa? Đối với những người mà ví dụ mình không nói là bác Trần Đại Quang là chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mà những người bình thường thôi mất, thì nói chung là cái sự xúc phạm của mình đối với người đã mất rồi, thì nói chung là văn hóa của người người Việt Nam là cái đấy là không nên và không bao giờ nên, đúng không? Chúng nó Vâng. làm những điều đó thì chúng nó động đến những cái gọi là cái trái tim và cái lòng tự trọng của những người dân Vâng. Việt Nam rồi, thì nó Vâng. vâng tất nhiên nó không sẽ không được ai ủng hộ, kể cả trong những cái tòa thánh của chúng nó. Thằng đấy nó có đầu nhưng nó không có óc. Nó có nhìn thấy là khi mà bác Trần Đại Quang mất mà cả một biển người mà tiễn đưa bác về nơi đất mẹ không anh ơi? Em có chia sẻ bao nhiêu cái đoạn clip như thế để vào trang cá nhân của em ở lên tường. Anh thấy một người dân Việt Nam người ta như thế nào không? Mà nó lại dám nói câu như thế. Nó cứ tưởng như là cái đất nước Việt Nam, cái bầu trời này nằm trong lòng bàn tay của nó đấy anh ạ. Đúng Mình chả hiểu là không biết là chính quyền trong đấy như nào mà để nó lộng hành đến mức độ như thế nữa. rồi. Bác Trần Đại Quang. Em nói thật đấy, mẹ đẻ đây em đấy, bà là thanh niên xung phong. Ngày nào bà cũng xem tivi, vì già rồi ăn xong ở nhà chỉ có một mình trông hai cái nhà với trẻ con đi học về nấu cơm với cháu ăn thôi. Ngày nào bà cũng xem tivi, bà bảo ngày Vâng. nào cũng theo dõi ông Trần Đại Quang. Thế đến khi mà cái hôm đấy là bác Trần Đại Quang lên phát biểu là tiếp cái đoàn đại sứ là em chả nhớ, hôm đấy em cũng xem qua qua vừa đi làm về. Thì em giật mình em bảo với bà em là mẹ ơi hôm nay con nhìn thấy ông Quang này khác thường lắm rồi. Con mà thấy mặt phù một Đúng bên rồi. mà teo một bên. Thế bà Đúng em rồi. lại mắng em, bà em bảo mày cứ nghĩ linh tinh, người ta làm việc chính quyền nhà nước nên mà người ta mệt thì người ta phải nghỉ dưỡng bệnh chứ không bao giờ người ta phải lên đi làm phát biểu như này tiếp đại Đúng sứ nước rồi. ngoài cơ mà. Bà em mắng em như Đúng. thế. Đúng rồi, cách Nhưng mà đấy một đến hôm khi thì là vâng bác ấy, anh thấy là bác ấy lên TV, bác ấy tiếp những cái đoàn mà hôm ấy là bác lên hôm thứ hai tư, đoàn khác luôn, ngày thứ đúng năm thì không? sang thứ Thì sáu bác kia bác mình mất. đúng rồi. Anh nhìn thấy coi như bác thấy người hốc khác các thứ, mình bảo mày Mấy quái em lạ nhìn làm đi, sao mà đúng rồi. bác nói đất quãng có cái bác mệt, nó bác đọc về văn bản nhưng mà bác ấy đọc đất quãng đọc ngắt hơi không thở được là một. Cái thứ hai là em nhìn cái bàn tay bác để trên bàn là phù hết rồi. Thế em mới bảo với bà em là không được rồi bà, kiểu này hỏng rồi, ông Quang hỏng rồi, con nhìn cái người này là không được rồi vì em có một cái Rồi, linh cảm em nhìn cái người có bệnh chứ. anh ở đây có anh Phú ấy, thì có gì là Anh anh cho anh lên đi, ok. anh cho anh lên đi, lúc Rồi. khác anh em mình nói chuyện sau, em cũng muộn đấy, Rồi, đi ngày ok mai còn phải đi nhá. làm. Rồi, Em anh chào anh, chào tất cáo. cả mọi người. Rồi.